Rồi, chúng ta tiếp tục. Đó, cái chủ đề này được chưa nào? Thì chúng ta qua cái buổi thứ ba vừa rồi đó là chúng ta cũng đã biết được cái cách mà cái phần số 3 của chúng ta sẽ phải thi nói như thế nào rồi, đúng không? Thì chúng ta biết thì thi nói của chúng ta có vẫn nhắc lại là chúng ta có tới tận là 4 phần. Được chưa? Thì phần này là phần thi nói cập, phần số 3 này là phần thi nói cập đây. Và khi nói cập thì chúng ta phải như thế nào? Chúng ta phải đọc đề, được chưa? Và phần thi nói cập thì chúng ta sẽ có 2 phút để mà chúng ta chuẩn bị với bạn của mình, được chưa nào? Và chúng ta sẽ có từ 2 đến 3 phút để chúng ta trình bày bài của mình, được chưa? Đó, vậy tổng cộng phần nói cập của chúng ta maximum là tới tận 5 phút, được chưa? 2 phút chuẩn bị và 3 phút trình bày đó. Và trong lúc chúng ta chuẩn bị, thầy cô đưa cho chúng ta topic thì cho chúng ta chuẩn bị đó, thì chúng ta phải đọc cho kỹ cái chủ đề của chúng ta là cái thứ nhất, được chưa? Đó, ngoài ra khi đọc kỹ chúng ta phải coi họ chủ đề yêu cầu chúng ta cái gì đó. Thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy họ kêu chúng ta là cái gì đây. Two young people are planning to invite a few friends to their house this evening. Đó, họ kêu chúng ta là hai người bạn trẻ, đúng không? Đó, thì đang như thế nào đây, có kế hoạch để mời một số người bạn đến nhà chơi, đúng không nào? Đó, số một số người bạn tới nhà chơi. Rồi tiếp theo họ nói với chúng ta cái gì? They want to choose an activity. Chúng ta chú ý cô có in đỏ, có gạch dưới cái từ đó, an activity. An là chỉ có một mà thôi, được chưa? Đó, họ muốn chọn một cái hoạt động mà thôi, được chưa? Hoạt động này phải như thế nào, phải thỏa được điều gì? Suitable for a group of people to take part in, được chưa? Suitable for là gì? Phù hợp, đúng không? Phù hợp với một nhóm người để tham gia đó. Và ngoài ra cái hoạt động này còn phải làm gì nữa? Help their friends to relax and have fun, được chưa? Giúp đỡ bạn bè của họ như thế nào đây? Vui vẻ, đúng không? Đó, relax đó, thư giãn đó, và vui vẻ đó. Chúng ta chú ý cho cô được chưa nào? Đó, đây là những gì mà hoạt động của chúng ta yêu cầu, được chưa? Rồi tiếp theo họ kêu chúng ta là gì đây? Here are some activities that they can do. Đó, dưới đây là gì đây? Dưới đây là một số những hoạt động mà họ có thể làm, và nhiệm vụ của chúng ta là gì? Talk together about different activities, được chưa? Nói chuyện cùng với nhau đó về những cái hoạt động khác nhau, và cuối cùng chúng ta phải như thế nào? Decide which one would be best, cái nào là tốt nhất, được chưa, cho một nhóm bạn trẻ chơi với nhau đó, được chưa nào? Rồi thì cô sẽ ôn lại một tí. Thì chúng ta cảm thấy đó là cái phần này của chúng ta nói cặp với nhau, phần này cũng là 6 điểm, được chưa? Phần 1 thầy cô hỏi chúng ta 6 câu hỏi về bản thân chúng ta, về những điều xung quanh chúng ta là 6 điểm. Phần 2 miêu tả tranh là 6 điểm, đúng không? Phần số 3 là phần mà chúng ta sẽ nói cặp với nhau, đưa ra một cái tình huống nói qua nói lại với nhau là chúng ta là sẽ là 6 điểm. Được chưa? Tuy là nói cặp với nhau đó, nhưng mà sao điểm số của hai bạn sẽ khác nhau, chứ không có phải là nói cặp là chúng ta cứ nghĩ là bạn nói 10 điểm, cô xin lỗi, bạn nói 6 điểm, maximum là 6 điểm mà. Bạn nói 6 điểm là chúng ta cũng 6 điểm, không có như vậy. Mà thầy cô sẽ nghe và sẽ có điểm khác nhau. Bạn nói tốt hơn thì bạn 6 điểm. Còn chúng ta không nói gì hết mà cứ có yes và no, yes và no thì chúng ta nhiều khi là chỉ có được bao nhiêu đây, chưa đến một điểm nữa, đúng không nào? Thì như cô nói lại đó, cái phần này của chúng ta phải thỏa mãn được những cái điều này thì chúng ta mới có điểm. Đầu tiên là chúng ta phải có cái gì? Making suggestions. À, chúng ta phải đưa ra được cái lời, đúng không? Lời đề nghị là chúng ta chọn cái này, chọn cái kia ra làm sao, được chưa? Sau khi mà bạn đầu tiên đưa ra lời đề nghị đó, thì bạn tiếp theo sẽ đưa ra cái gì đây? Responding suggestion, phải hồi đáp lại cái lời đề nghị của bạn đó. Và trong cái phần, trong cái việc hồi đáp, chúng ta có hai việc. Việc đầu tiên là agree, việc thứ hai là disagree, được chưa? Là đồng ý với ý kiến của bạn hay là không đồng ý với ý kiến của bạn. Chúng ta chú ý cho cô. Và khi chúng ta nói phải nói cho cô cả cái vấn đề là agree và cả vấn đề là disagree, chứ không phải là từ đầu đến đuôi chúng ta đồng ý hoặc là từ đầu đến đuôi chúng ta phản đối đó. Nó phải có xen lẫn về việc gọi là đồng ý hoặc là không đồng ý, được chưa? Đó, đầu tiên là chúng ta làm gì đây? Chúng ta đưa ra lời đề nghị. Tiếp theo chúng ta sẽ hồi đáp lại cái lời đề nghị đó bằng hình thức là đồng ý hoặc là không đồng ý. Sau khi chúng ta làm xong hết rồi, chúng ta phải có một cái phần cuối cùng, đó là reach an agreement, là đưa đến một cái kết luận, một cái thống nhất chung, một cái cuối cùng. Giống như chúng ta nhìn thấy đề bài lúc nãy đó,
họ cho chúng ta là gì, chỉ chọn một hoạt động mà thôi đó. Thì chúng ta khi mà chúng ta thảo luận nói hết với nhau rồi thì nó phải đưa ra một cái hoạt động cuối cùng là chúng ta chọn cái gì thì chúng ta mới có điểm, được chưa nào? Đó, nếu như chúng ta đang nói với nhau, đang đến cái phần agree hoặc disagree thôi mà chúng ta chưa đưa ra được cái cuối cùng là reach an agreement là chúng ta sẽ bị trừ điểm, và khi hết giờ rồi thì thầy cô sẽ stop, được chưa? Stop, không cho chúng ta nói nữa đó, tại vì hết giờ rồi mà, mỗi người chỉ được cần đó giờ thôi, được chưa? Đó, cho chú ý cho cô. Thành ra ở chúng ta phần này có điểm hình thức là phải đủ được những vấn đề này thì mới có điểm hình thức, được chưa? Và chúng ta chú ý cho cô là như cô nói đó, là chúng ta thấy ở đây nó có rất là nhiều cái gợi ý cho chúng ta. Tổng cộng đây chúng ta sẽ thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái gợi ý lận. Mà chị nói trong vòng có 3 phút mà thôi. Đó, họ kêu dưới đây là chỉ là cái gì đây, là gợi ý cho chúng ta. Đó, thì chúng ta sẽ coi nếu như chúng ta đến, mới đến được có 3 cái gợi ý thôi, 4 cái gợi ý thôi, mà chúng ta thấy gần hết giờ rồi thì chúng ta cũng đến được, đến cho cô cái một cái là reach an agreement, để thầy cô biết là chúng ta biết cách nói là được. Được chưa nào? Đó, chúng ta chú ý cho cô nha. Rồi, cô sẽ ôn lại cho chúng ta một xíu về chúng ta khi mà chúng ta đưa ra cái suggestion, được chưa? Là chúng ta sẽ nói những cái câu nào trong suggestion đó. Ví dụ câu mà dễ nhất chúng ta hay nói là I think, được chưa? I think, we nè, he nè, hoặc là she nè, should, sau đó là một cái động từ nào đó. Tôi nghĩ là chúng ta nè, anh ấy, cô ấy nên làm một cái gì đó, đúng không? Đó, hoặc là dùng maybe với should cũng được, hoặc là chúng ta sử dụng là how about, hoặc là what about, đó sử dụng cho cô là verb in đó, hoặc là what do you think about, đó cũng dùng là verb in đó. Vậy chúng ta thấy là chúng ta thấy chúng ta nói được cái nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái đó, được chưa? Ví dụ như câu đầu tiên chúng ta nói là I think we should go camping chẳng hạn đó, được chưa? Thì câu thứ hai chúng ta lại nói là how about going to the cinema chẳng hạn đó, là chúng ta sẽ thay đổi dần, được chưa? Các câu nói của chúng ta để thầy cô nghe được và thầy cô biết được là cái chúng ta nói được hay không, có hiểu được cái yêu cầu của đề bài này hay không. Đó, đây là những cái gợi ý cho chúng ta khi chúng ta đưa ra cái gì đây, đề nghị, được chưa? Đó, rồi tiếp theo khi mà chúng ta như cô nói đã đưa ra lời đề nghị xong sẽ phải hồi đáp lại. Hồi đáp có hai trường hợp là agree và disagree, đúng không? Đó, đầu tiên chúng ta sẽ đi với agree là chúng ta đồng tình với cái quan điểm đó của bạn, được chưa? Đó, bằng hình thức nào? You are right. Oh, đúng 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 đúng, bạn nói đúng rồi đó. Đó, chúng ta đưa ra những cái từ mà thầy cô nghe được hoặc là bạn nghe được, biết được đây là chúng ta là gì, đồng ý, được chưa? That's a good idea, cái này chúng ta hay nói rồi đúng không? Ý tưởng tốt, ý tưởng hay, đúng không nào? Đó, hoặc là I think so too, tôi cũng nghĩ như vậy đó. I feel the same way, y chang cách của bạn, đúng không? Đó, I totally agree with you, hoàn toàn đồng ý với bạn. I couldn't agree more, không có gì là không đồng ý hơn được cả, được chưa? You have my point there, tôi cũng giống bạn đó. Đó, chúng ta thấy không, là chúng ta đồng ý, chúng ta nói những cái này, được chưa? Đối với những bạn mà chúng ta không khá hơn thì chúng ta chỉ cần gì, chúng ta chỉ cần đưa ra cho cô là cái agree vậy là được rồi. Còn những bạn nào khá hơn, tốt hơn thì tụi em cho cô thêm cái lý do, được chưa? Đó, và chúng ta cố gắng cho cô là đưa ra lý do thì càng tốt nữa, chúng ta cố gắng điều đó, được chưa? Chỗ như là bạn đưa ra một cái là oh I think we should go camping, được chưa? Đó, tôi nghĩ rằng bạn nên làm gì đây, đi picnic đúng không, đi picnic, đi cắm trại, thì mình nói là oh that's a good idea, ý tưởng hay đó, I really really like going camping đó, rất thích đi đâu đây, đi cắm trại, được chưa? It make me feel relaxed and comfortable chẳng hạn, nó làm cho tôi cảm thấy là thư giãn và thoải mái đó. Chúng ta chịu khó đưa ra cho cô, khi mà chúng ta đồng ý chúng ta cũng đưa ra cho cô được cái lý do, và khi chúng ta disagree không đồng ý cũng đưa ra cho cô được cái lý do, thì bài nói của mình lúc nào cũng sẽ tốt cả, được chưa? Lát nữa cô sẽ làm mẫu cho chúng ta về cái vấn đề là lý do như thế nào ra làm sao để chúng ta làm thì bao giờ chúng ta cũng làm tốt cả. Và khi chúng ta vào phòng thi chúng ta có 2 phút để chúng ta chuẩn bị đó, thì chúng ta sẽ nên ghi ghi vào giấy của chúng ta những gì, được chưa? Để mà chúng ta nói, chứ tụi em mà 2 phút chuẩn bị đó mà chúng ta ghi hết thì chúng ta sẽ không kịp thời gian mà cũng không nói kịp. Và khi chúng ta thi nói cái phần chuẩn bị chúng ta cũng không được mang tài liệu vào mà, đúng không? Đó là agree, đồng ý. Tiếp theo chúng ta qua disagree là không đồng ý, thì trong cái phần không đồng ý đó
Bây giờ cái phần không đồng ý nó cũng có hai vế, một cái là strongly tức là sao, là chúng ta không đồng ý mà một cách mạnh mẽ, không đồng ý, hoàn toàn không đồng ý, và một cái là politely tức là lịch sự, cũng là không đồng ý mà chúng ta thể hiện thái độ lịch sự hơn. Thì đầu tiên cô cho chúng ta những cái câu chúng ta sử dụng trong tình thế là chúng ta disagree mà tình thế là strongly, tức là chúng ta không đồng ý mà mạnh mẽ với bạn đó, thì ta như thế nào đây? I'm sorry to disagree. Đó, câu dễ nhất để chúng ta hay nói đó, được chưa? Sorry, but I don't think so. Đó. Well, I don't really agree with that idea. Đó. Thì đây là những câu mà chúng ta thấy nó thể hiện là gì? Chúng ta không đồng ý. Đúng không nào? Đó. Well, I don't really agree with that idea. Thực sự mình không thể nào mà thấy cái ý kiến nó hay là không đồng ý với cái điều đó, được chưa? Khó mà có thể thấy được là cái ý kiến của bạn về cái vấn đề gì gì đó, được chưa? I see things rather differently myself. Tôi thấy ý tưởng của bạn khác với của tôi, được chưa? I understand what you are saying. Tôi hiểu những gì bạn nói đó, but honestly, nhưng thật lòng mà nói, I'm not really convinced by your argument. Mình không bị thuyết phục bởi cái lý lẽ của bạn, tức là tôi không không thể nào mà đồng ý được đó. Hay là chúng ta những cái câu này là chúng ta nói mà nghĩ strongly, tức là phản đối mà rất là mạnh mẽ, tức là không hoàn toàn không đồng ý, chẳng thấy cái gì nó đồng ý cả. Được chưa? Còn nếu mà chúng ta thích qua cái gọi là lịch sự hơn thì nó cũng sẽ có những cái câu lịch sự hơn. Đó. Cô không bắt buộc chúng ta phải nhớ hết toàn bộ những cái trên slide tụi em nhớ chưa? Mà chúng ta chỉ cần nhớ cho cô những cái câu nào mà chúng ta nói được, nhớ được để mà làm sao? Để mà chúng ta nói cho thầy cô nghe, cô biết được là chúng ta đang hồi đáp lại cái lời đề nghị của bạn bằng cách là agree hoặc là disagree mà thôi. Được chưa? Đó. Tiếp theo là politely, lịch sự, thì chúng ta có những cái nào đây? That's a good point, but. Ồ, đó là ý tưởng hay đó. Nhưng sao đó mình đưa ra lý do, được chưa? In fact, I have a different idea. Thực tế là mình có ý tưởng khác bạn đó. In my opinion, theo mình thì như thế nào đó, được chưa? I see what you mean. Mình biết rồi, mình biết bạn nói gì rồi, but. Được chưa? I know it's a good idea, but. Đó. Mình biết là ý tưởng hay nhưng đó, thì chúng ta thấy những cái này nó thật sự là lịch sự đúng không? Mình khen bạn xong rồi mình mới đưa ra lý do mà mình không đồng tình với cái điều đó. Được chưa? I respect your opinion. Mình tôn trọng ý kiến của bạn. Of course, dĩ nhiên rồi. Dĩ nhiên mình rất là tôn trọng ý kiến của bạn. Tuy nhiên, however, đó, được chưa? I agree with you to a certain extent, however, đó. Mình chỉ đồng ý với bạn phần nhỏ thôi, tuy nhiên như thế nào đó, được chưa? By large, I would accept your views, but có lẽ là mình sẽ đồng ý với bạn đó nhưng như thế nào đó. Thì chỗ này chúng ta thấy những cái câu phía sau chúng ta khó nhớ quá. Thì chúng ta chỉ cần là that's a good idea hoặc that's a good point, but như thế nào đó. Được chưa? Còn những bạn khá hơn là sử dụng những cái câu dưới đó để chúng ta thể hiện là chúng ta có cái những kỹ năng nói khá hơn những bạn khác chẳng hạn. Ừ. Rồi. Trong cái phần là chúng ta agree và disagree với ý kiến của bạn sẽ có một phần nhỏ đó, chúng phần gọi là chúng ta lưỡng lự, chúng ta không biết là chúng ta có đồng ý được hay không, bởi vì như chúng ta cũng biết đó là chúng ta thi nói sẽ thi nói là chỉ nói được nói cặp với các bạn ở trong phòng thi mà thôi, được chưa? Nhiều khi chúng ta luyện tập với bạn hoài chúng ta quen, nhưng mà khi mà chúng ta thấy cái danh sách phòng thi chúng ta bắt cặp với các bạn bạn đó và bạn đó là chúng ta chưa có luyện tập nhiều với bạn thì cũng sẽ có sự lưỡng lự, đúng không nào? Đó, bạn nào khó hơn tụi bạn nào khá hơn, chúng ta có thể sử dụng cho cô những cái câu được dùng trong phần gọi là lưỡng lự, là chúng ta không biết được là như thế nào đó. Hesitation, lưỡng lự, được chưa? Well, you could be right, maybe you're right. Ồ, có lẽ bạn đúng đó. Ừ, có thể là bạn đúng đó. Là chúng ta nói những cái này, người nghe thì biết được là chúng ta đang lưỡng lự ở giữa luôn, là chúng ta chưa biết được là chúng ta sẽ đi về agree hoặc là disagree mà đang đứng ở giữa. Được chưa? Đó. Actually, I'm not so sure about that. Thực tế mình cũng chẳng chắc về cái vấn đề này nữa đâu. Đó, được chưa? I haven't thought that, but in my opinion. Mình cũng chưa nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng theo ý kiến của mình thì sao đó. Được chưa? Đó. Chúng ta sẽ thấy những cái đây là những cái câu, được chưa? Đó, chúng ta sử dụng để chúng ta gọi là lưỡng lự, được chưa? Chúng ta chưa biết được là chúng ta sẽ đồng ý hay là không đồng ý. Đó, phần này chỉ dành cho những bạn khá thôi. Để em chú ý cho cô. Tức là khi những bạn nào mà kỹ năng nói khá hơn thì chúng ta sử dụng cho cô phần này. Tức là khi mà chúng ta đã có đồng ý, đã có agree rồi, có disagree rồi thì chúng ta làm thêm một cái về lưỡng lự cũng được, không vấn đề gì hết. Còn nếu
mà chúng ta không tốt, có nghĩa là nói kỹ năng chưa tốt, chúng ta cứ đi theo cho cô cái đúng cái dàn ý cô đưa ra để chúng ta lấy điểm, được chưa? Là chúng ta khi bạn đưa ra một ý tưởng nào đó thì chúng ta có agree, đồng ý với ý tưởng đó của bạn, hoặc là chúng ta có disagree, đó, không đồng tình với ý tưởng đó của bạn, được chưa nào? Rồi tiếp theo, khi mà như cô nói chúng ta phải có được 3 phần thì chúng ta mới có điểm, đúng không? Phần đầu tiên đưa ra lời đề nghị, đúng không nào? Phần thứ hai là gì? Chúng ta sẽ hồi đáp lại cái lời đề nghị đó bằng hình thức là đồng ý hoặc không đồng ý, và nhỏ có thêm cái phần là phần lưỡng lự, được chưa? Và cuối cùng chúng ta sẽ đi đến một cái bước cuối cùng là reach an agreement, là đi đến cái gọi là cái thống nhất cuối cùng của chúng ta, chúng ta chọn cái nào, được chưa? Đó thì cô ví dụ bạn A, bạn đầu tiên sẽ nói là so which is the best choice, về sự lựa chọn tốt nhất của chúng ta là gì nhỉ? Đó, được chưa? Thì bạn kia trả lời là oh the best choice is, đó, sự lựa chọn tốt nhất là, hoặc là let's choose, chúng ta hãy cùng nhau chọn cái gì đó, được chưa hả? Hoặc là let's make, hoặc là let's reach a decision, nào chúng ta hãy cùng nhau đi đến quyết định nào đó, chúng ta chọn cái gì đó, được chưa? Và khi người này nói chọn đó thì chúng ta chỉ cần là thể hiện thái độ đồng ý với cái quan điểm bạn đưa ra là xong. That's right, that's a good, đó là chúng ta xong, được chưa nào? Đó, thống nhất đó. Là bạn kia sẽ hỏi chọn cái gì thì bạn trả lời là ô vậy chúng ta cuối cùng chúng ta thống nhất quyết định cuối cùng đi, là chúng ta đi đâu đây? Đi cắm trại nha. Đó, bạn kia trả lời I totally agree. Sao? Là thầy có biết được mình đã có một cái reach an agreement cuối cùng rồi, được chưa? Được chưa nào? Đó, chúng ta thấy cái reach an agreement cuối cùng này nó cũng có nghĩa là agree, đúng không? Nó cũng đồng nghĩa với cái phần gọi là đồng ý với cái quan điểm đó, đúng không nào? Rồi, tiếp theo, khi chúng ta nói cặp thì chắc chắn sẽ có một phần là gì? Chúng ta chưa nghe rõ bạn nói cái gì, đúng không? Chưa nghe kịp bạn nói cái gì. Thì chúng ta cũng có một số câu mà chúng ta sẽ dùng để mà chúng ta hỏi lại, hoặc là khi mà thầy cô hỏi chúng ta đó, chúng ta chưa nghe rõ thì chúng ta cũng sử dụng cho cô những cái câu này để hỏi lại, được chưa? Asking for repetition, repetition là sự lặp lại. Đó, chúng ta hỏi yêu cầu thì cô lặp lại, được chưa? Hoặc là yêu cầu bạn cùng nói cặp với chúng ta lặp lại chút. Thì câu mà đơn giản nhất chúng ta hay dùng cho cô là pardon please, được chưa? Đó. Hoặc là gì? Can you repeat that? Bạn có thể lặp lại điều đó được hay không? Đó, như cô đã nói rồi đó, là chúng ta nói cặp và nói cặp trong phòng thi mà. Đó, thành ra nhiều khi trong phòng thi đó chúng ta chưa luyện tập nhiều với bạn, nhiều khi bạn nói chúng ta chưa nghe rõ là bạn đang nói cái gì. Chứ đừng để là ông nói gà, bạn nói vịt, thầy cô nghe được cái đó rất là nhanh. Đó, ví dụ bạn hỏi chúng ta là what about going camping? Đi cắm trại thì sao? Mình lại trả lời là going to the cinema là thôi rồi, đúng không? Thầy cô ảnh cho mình một dấu tích là nghe chưa rõ. Đó, được chưa? Thành ra nhiều khi chúng ta về chúng ta cứ thắc mắc là tại sao chúng ta nói ố mình thấy mình nói được mà, bạn hỏi mình cái gì mình cũng trả lời được cả, nhưng đúng là điểm không cao, bởi vì sao? Thầy cô nghe ra hết á, được chưa? Chúng ta không nhớ trong phòng thi bạn nói về vấn đề going camping, nhưng chúng ta trả lời là go to the cinema, chúng ta không nhớ, mà thực tế thầy cô nghe rất là rõ những cái điều đó, vì chỉ có 3 phút chứ mấy, thầy cô chỉ cần nghe 3 phút chứ mấy, đúng không nào? Đó, would you mind repeating your ideas? Đó, bạn có phiền lặp lại cái ý của bạn hay không? Còn nếu hỏi với thầy cô thì would you mind repeating your questions? Đó, chẳng hạn, được chưa? What do you mean? Ý của bạn là gì nhỉ? Are you saying that? Có phải bạn nói rằng cái gì đó, được chưa? I'm afraid I didn't catch your point. Mình nghĩ rằng mình không có theo kịp ý của bạn nữa rồi, được chưa? I'm sorry, but I don't think I understand your viewpoint clearly. Mình ngại quá, nhưng mà mình nghĩ là mình chưa có hiểu cái ý của bạn cho lắm, đúng không? Ý của bạn có rõ ràng cho lắm. Đó. Alo. Được chưa? Rồi. Chúng ta tiếp tục. I didn't quite follow what you said about. Nhưng mình không có theo kịp những gì bạn đang nói. Đó, thì đây là những cái mà chúng ta chưa nghe rõ, đúng không? Thì chúng ta sẽ hỏi lại bạn. Thì cái mà chúng ta hay dùng nhất là pardon, please, hoặc là can you, hoặc là could you, can you repeat that? Bạn có thể lặp lại điều đó được hay không? Đó, được chưa nào? Rồi, được chưa? Đó là cô đã hướng dẫn chúng ta, chú ý đó. Những câu này chúng ta cũng có thể chúng ta
sử dụng để hỏi các thầy cô. Khi mà các thầy cô hỏi chúng ta câu hỏi mà chúng ta nghe chưa rõ thì chúng ta có thể nhờ các thầy cô hỏi lại chúng ta, được chưa? Can you repeat that? Could you mind repeating your question? Đó, được chưa nào? Rồi, khi mà chúng ta nói cặp với nhau, được chưa? Đó, thì rõ ràng nhiều nhiều cái bạn nói ra mà chúng ta chưa kịp suy nghĩ được là chúng ta agree hay là disagree, được chưa? Thì cô cũng sẽ cung cấp cho chúng ta những câu nói, được chưa nào? Đó, và những câu nói này là những câu nói gì đây? Đó, cô cũng sẽ cung cấp cho chúng ta những câu nói, được chưa? Và những câu nói này là những câu nói để chúng ta dùng để chúng ta hỏi thêm thời gian, được chưa? Asking for more time. I have no idea right now. Hiện tại thì mình chưa có ý tưởng gì hết. Vậy thì bạn nghĩ rằng sao? What do you think? Đó, mình hỏi ngược lại bạn đó liền, được chưa? Ví dụ như cô đưa ra cho chúng ta là oh, what about going camping? Đi cắm trại thì sao? Được không? Xong rồi bạn kia thì chúng ta đang suy nghĩ what going camping, going camping, going camping là gì? Mình chưa kịp nghĩ ra going camping là gì thì mình nhanh, rất nhanh nhẹn mình trả lời liền. I have no idea right now. What do you think? Hiện tại mình chưa có ý gì hết. Bạn nghĩ sao? Đó, thì người mà hỏi chúng ta lại going camping trả lời là oh, I think going camping is very good hay là như thế nào đó. Đó, chúng ta chú ý được chưa? Hoặc là may I think about it for a moment. Mình có thể suy nghĩ về vấn đề này một xíu được hay không? Được chưa? Thì người kia sẽ trả lời là yes hoặc no gì đó, là chúng ta có thêm một chút thời gian suy nghĩ, được chưa? Và thường thường chúng ta sẽ sử dụng cho cô được câu đầu tiên á, là khi đó chúng ta chưa hiểu bạn nói thì chúng ta đá lại qua cho bạn để bạn trả lời. Bạn đưa ra cái ý tưởng đó thì chúng ta đá lại qua cho bạn để bạn trả lời chẳng hạn, được chưa? I have no idea right now. What did you think? Đó, được chưa? Hoặc tiếp theo là khi mà bạn nói thì chưa nào mà chúng ta phát hiện ra được là bạn nhầm rồi, bạn hiểu nhầm ý của chúng ta rồi, thì chúng ta có thể nói lại với bạn. Nhớ ví dụ như cô nói đó, chúng ta nói là going camping và đi cắm trại đúng không, nhưng mà bạn lại nghe đó là go to the cinema, bạn lại nói về cái vấn đề gọi đi xem phim, thì chúng ta sẽ chữa lại cái sự hiểu nhầm đó của bạn, correct misunderstanding bằng cách nào? I think you misunderstood me. Ô, mình nghĩ ra hình như là bạn có hiểu nhầm mình cái gì rồi đó, mình chờ đó. Hoặc là I'm afraid there's a slight misunderstanding here. Mình e rằng có một cái sự hiểu nhầm nhỏ nhỏ ở đây. Slight là nhẹ, là nhỏ thôi. Được chưa nào? Đó. Hoặc là we seem to be talking at cross purposes. Chúng ta dường như đang nói chuyện với là mục đích khác nhau á. Được chưa? Đang nói về cái mục đích khác nhau đó. Đó. Thì cô nói giống như ông nói gà, bà nói vịt đó. Được chưa? Khi chúng ta nghe được, chúng ta có thể nói những câu này. Oh, I think you misunderstood me. I asked you about going camping chẳng hạn. Đó, chúng ta nói gì đó thì bạn nghe lại một lần nữa, à, going camping, được chưa? Đó, vậy chúng ta sẽ thấy đó, vậy là chúng ta có cái gì đây? Chúng ta sẽ có cái là đưa ra cái đề nghị. Trong cái lời đề nghị đó, chúng ta sẽ phải hồi đáp lại bằng hình thức là đồng ý hoặc là không đồng ý với cái lời đề nghị đó, được chưa? Chúng ta trao đổi, nói qua nói lại, nói tới nói lui cho cô đó. Và cách nhất, cái thứ hai nữa, khi chúng ta nói cặp với bạn, được không? Đó, khi chúng ta đưa ra lời đề nghị, oh, what about going camping? Đi cắm trại thì sao? Rồi bạn ngồi im, bạn nhìn ta, đúng không? Bạn chưa trả lời được câu của ta. Đó, thì chúng ta lại tiếp tục, chúng ta tiếp, oh, I think going camping make me feel relaxed, cái gì đó. Rồi bạn lại tiếp tục, bạn lại im lặng tiếp. Đó, thì chúng ta lại gợi ý tiếp qua điều khác. Chứ chúng ta mà chúng ta ngồi, chúng ta chờ để khi bạn hồi đáp lại, thì coi như hết giờ là cả hai người bị không điểm. Được chưa? Cả lớp hiểu ý của cô chưa? Không phải là chúng ta phải chờ bạn nói, đó, thì chúng ta mới được đáp lại, mà chúng ta phải biết quý trọng cái 3 phút nói đó của chúng ta. Bạn có ngồi im, bạn nhìn chúng ta thì chúng ta phải nói. Được chưa? Đó, như cô đã nói rồi, đây là kỹ năng nói, đúng không? Đó, chính vì vậy mà chúng ta nói thì chúng ta mới có điểm. Chứ chúng ta ngồi, chúng ta cứ chờ. Ủa, em nói xong lượt em rồi, giờ đến lượt lượt của bạn đó. Chúng ta cứ ngồi, chúng ta chờ bạn là cả hai đều không có điểm. Được chưa? Đó, rồi chúng ta đưa ra ý tưởng. Mà bạn chưa có nói được ý tưởng gì cả thì chúng ta sẽ nói mẫu cho bạn. Ví dụ như, oh, I think tôi nghĩ gì đó. Xong mình lại hỏi qua cái vấn đề tiếp. So what about going to the cinema? Bạn lại im lặng thì chúng ta hỏi bạn tiếp. Do you like going to the cinema? Hoặc như thế nào đó. Ta gợi ý cho bạn nói. Đó, nếu bạn không nói thì chúng ta phải nói. Ta chú ý cho cô chưa? Đó, chứ không phải chúng ta đổ thừa là
Em chờ bạn nói nha, thì đây là thi nói cặp nên em chờ bạn nói, chờ xong hết giờ hai bạn chẳng có ai có điểm cả. Được chưa? Chú ý những gì cô nói thật kỹ, tại vì hiện tại á, tụi em cũng biết là mình chưa có lịch thi đúng không? Khi nào nhà trường cho chúng ta lịch thi thì chúng ta mới có được lịch thi. Chính vì vậy mà tuần này là chúng ta đã kết thúc các lớp học rồi đúng không? Kết thúc cái phần ôn tập rồi. Lại cô sợ là chúng ta quên, nếu như như bình thường á là chúng ta kết thúc xong là chúng ta sẽ thi luôn. Đó, chúng ta cũng biết những cái đợt trước khi mà nhà trường tổ chức mấy cái thi này là chúng ta làm sao? Kết thúc học xong rồi là chúng ta thi luôn đó, thì chúng ta sẽ không quên. Còn bây giờ chúng ta như vậy, cô sợ đến ngày thi chúng ta quên, thì trước khi ngày thi hoặc như thế nào đó chúng ta mở ra đó, chúng ta ôn lại những phần mà thầy cô đã ôn cho chúng ta là cái thứ nhất, thứ hai chúng ta nhớ lời cô nói, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta quay lại, được chưa? Quay lại cái phần cái đầu tiên của chúng ta đó, cái tình huống lúc nãy cô đưa ra cho chúng ta, được chưa? Và nhớ đề bài yêu cầu chúng ta là chọn gì đây? An activity, một cái hoạt động mà thôi đó. Thì đầu tiên chúng ta lướt trong 2 phút chúng ta chuẩn bị đó, chúng ta sẽ phải làm những gì, được chưa? Chúng ta chú ý tất cả những cái tình huống này không phải là chúng ta đều chuẩn bị hết, mà nhiều khi vô phòng thi bắt đầu là chúng ta không nhớ được, thì chúng ta cứ nghĩ thôi cô, tại vì khi chúng ta chuẩn bị cái phần nói này nè, nó sẽ không được mang tài liệu vào, được chưa? Khi thầy cô đưa cho chúng ta cái đề này 2 phút để chúng ta chuẩn bị, chúng ta không được mang tài liệu vào đó. Chính vì vậy có thể là chữ chúng ta để ngoài ba lô chúng ta không nhớ, thì chúng ta cứ làm từ từ từng bước như cô bày cho chúng ta như sau. Chúng ta nhìn thứ nhất và phải nhìn một lượt thử đây là những cái vật này là những cái gì, được chưa? Những cái hoạt động gì đó, ví dụ như có hoạt động đầu tiên cô cho nó là markers đó, tức là sao, làm thiệp, được chưa? Ví dụ là gì đó, sắp đến ngày gì rồi, ngày 20 tháng 10, 20 tháng 11 gì đó, rồi bạn bè đến chơi và cùng nhau làm thiệp gọi là handmade đó đúng không, đó tự tay làm thiệp tặng thầy cô, tặng bạn bè, tặng các bạn gái gì đó, được chưa? Tiếp theo listen to cassettes đó, nghe nhạc bằng cassette nè. Thứ ba solve riddles đó, solve riddles là giải câu đố, được chưa? Đó là giải câu đố, chúng ta coi thử câu đố làm sao đó, tập trung lại cả nhóm lại giải câu đố, được chưa? Hoặc là play chess, chơi cờ, play video games đó, chơi video game, hoặc là watch films, xem phim đó. Chúng ta phải lướt hết một lần cho cô, được chưa? Những cái hoạt động nào, những hoạt động nào, và chúng ta thấy ở đây đó là cô có cho chúng ta là 6 cái hoạt động đúng không, 6 cái hoạt động đó, thì chúng ta coi, chúng ta nhắm, chúng ta nói ít nhất cũng phải được cho cô 3 4 hoạt động gì đó ít nhất, chứ mới nói có một cái hoạt động xong rồi đưa đến kết luận là không được, là không bao giờ tụi em có điểm cả, được chưa? Tự nhiên hai bạn nói với nhau xong về vấn đề làm thiệp xong rồi đưa đến cái quyết định cuối cùng là làm thiệp thì không đúng với yêu cầu đề bài ít nhất, tại sao cô nói là phải có 3 4 cái hoạt động, bởi vì sao, ta phải thể hiện được là agree, đồng ý, thể hiện được disagree nữa, được chưa nào? Rồi tiếp theo, sau khi chúng ta đã nhìn qua một lượt những cái hành động, những cái hoạt động có trong bức tranh đó rồi, thì bắt đầu chúng ta sẽ ghi ra đúng không, đó chúng ta sẽ ghi ra cho cô những cái hoạt động đó, được chưa? Và chúng ta nhìn thấy trên slide cho cô có 2 dấu, cái dấu cộng, cái dấu trừ. Dấu cộng là gì? Dấu cộng tức là agree, tức là đồng ý với lại cái hoạt động đó. Dấu trừ là gì? Disagree đó. Cô cho chúng ta cả hai, nhưng mà thực tế là khi chúng ta nói với chuyện với nhau, ta chỉ cần làm một thôi. Ví dụ bạn kia đưa ra cái ý tưởng là what about making cards đó, được chưa? Về cái ý tưởng là làm thiệp thì sao? Đó thì mình sẽ phản lại đúng không? Mình sẽ hồi đáp lại cái ý tưởng của bạn bằng hình thức là agree hoặc là disagree, thì chúng ta chỉ chọn một là agree, hai là disagree mà thôi, được chưa? Đó, vậy là cô đăng bài chúng ta là khi chúng ta viết những cái gì trong tờ nháp, được chưa? Trong tờ nháp của chúng ta không thể nào chúng ta viết cả câu được đúng không, chúng ta không thể nào chúng ta viết cả câu được, chúng ta chỉ viết những cái như cô vậy thôi để chúng ta nhìn và chúng ta nói được thôi đó. Ví dụ như là làm thiệp đó, thì chúng ta thấy như thế nào, do together có thể cùng nhau làm điều đó, hoặc là be meaningful rất là có ý nghĩa, được chưa? Nhưng chúng ta khi bạn đưa ra ý tưởng đó, chúng ta phản hồi lại là chúng ta không đồng ý, bởi vì sao, get bored, chán lắm, chán ơi là chán, chán quá chắc là chán lắm đó. Chúng ta coi thử là bạn đưa ra ý tưởng đó thì chúng ta sẽ hồi đáp lại đồng ý vì sao, không đồng ý vì sao, cho chú ý cho cô, luôn luôn phải có reason, luôn có lý do đằng sau thì nó mới hay được, nó mới đúng trình độ bậc ba của chúng ta được, chứ chúng ta chỉ có từ đầu đến đuôi bạn đưa ra what about making cards, chúng ta I agree with you, rồi lại nói tiếp I think we should gì đó, bạn kia là I disagree with you đó, cứ vậy thì chúng ta sẽ không có điểm, mặc dù chúng ta nói đúng yêu cầu đề bài, đưa ra suggestion
agree, disagree, nhưng mà lại không được đạt điểm cao. Bởi vì sao? Chúng ta không phải là chúng ta thảo luận với nhau, đúng không? Này gọi là thảo luận mà đề bài dạy cho chúng ta đó, được chưa? Talk together, thảo luận cùng với nhau đó, được chưa nào? Rồi tiếp theo, show readers, giải câu đố chẳng hạn, được chưa? Mình thấy là nó agree với bạn, bởi vì sao? Support our problem solving logic and critical thinking skills, nó hỗ trợ chúng ta các kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng logic và tư duy phản biện đó. Là thấy là giải câu đố không, tuyệt vời đó. Nhưng mà chúng ta không đồng ý, bởi vì sao? Feel tired hoặc là get bored, trời ơi mệt lắm hoặc là chán lắm đó. Chúng ta chỉ chọn một trong hai thôi nha, được chưa đó? Một là đồng ý, hai là không đồng ý, được chưa nào? Rồi đó, đây là những ý tưởng cô đưa cho chúng ta, được chưa? Ví dụ cặp này chúng ta sử dụng là đồng ý, thì cặp kia dùng không đồng ý đó. Còn khi chúng ta viết vào giấy, chúng ta chỉ cần làm một cái thôi, và chúng ta cũng liệt kê ra hết những cái tình huống còn lại cho cô đó. Chúng ta cũng tự ghi cho mình thế nào là agree, thế nào là disagree. Thì khi cả hai bạn nhìn vào trong cái tờ giấy nháp của chúng ta đó, chúng ta sẽ nói được rất là dễ dàng, được chưa? Rồi là chúng ta thấy chúng ta có suggestion, đưa ra cái lời đề nghị, đúng không? Tiếp theo chúng ta có gì nữa? Chúng ta phản biện lại được, chúng ta hồi đáp lại cái lời đề nghị đó, được chưa? Và cuối cùng chúng ta đưa đến một kết luận cuối cùng đó, chúng ta thấy không? Rồi chúng ta đưa đến kết luận cuối cùng đó. Rồi khi bây giờ bắt đầu là chúng ta vào bài chính thức của chúng ta, thì bao giờ vào bài chính thức chúng ta cũng phải có cái mở đầu, đúng không? Tất cả mọi thứ đều phải có cái sự mở đầu, khi nhào vô chúng ta nói liền thì là không được. Vậy cái mở đầu nằm ở đâu? Nằm ở ngay cái đề bài. Đây, mở đầu nằm ở ngay cái đề bài, đúng không? Ở hai bạn trẻ đang có dự tính là làm gì đó, thì đây chúng ta bắt đầu đến cái mở đầu, được chưa? Đó, bạn đầu tiên nói we need to choose an activity which will be suitable for a group of people to take part in. Đó, chúng ta giờ chúng ta nên chọn một cái hoạt động mà nó phù hợp với lại các nhóm bạn tham gia đây. What do you think? Be Bạn nghĩ sao nào? Thì bạn kia trả lời là I think first, đó, đầu tiên tôi nghĩ rằng chúng ta làm cái gì đó. Thì người kia trả lời là yes, that's a good idea, tuyệt vời, được chưa? I think gì đó, because đó. Và chúng ta sẽ thấy chúng ta đưa ra lý do, chúng ta phản biện lại cái lý do đó, được chưa? Và cuối cùng chúng ta đưa ra cái cuối cùng là agreement, được chưa? Cái chúng ta cùng đồng ý cái cuối cùng đó là chúng ta xong hoàn thiện bài của chúng ta, được chưa? Và như cô nói, ít nhất phải cho cô được từ 3 đến 4 cái hoạt động. Đề bài cho chúng ta 6 7 cái gì đó, thì chúng ta ít nhất làm cho cô được 3 4 cái, để thứ nhất là chúng ta đủ được là agree disagree, được chưa? Thứ hai thì cô nghe cũng biết được là chúng ta hiểu bài như thế nào, được chưa? Tất cả mọi thứ, những cái tình huống ở đằng sau, chúng ta cứ tiếp tục theo cái gọi là cái hướng dẫn của cô thì chúng ta sẽ làm được, không cần là đề mà giống không hay như thế nào đó, tức là đều phải làm được, được chưa? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cô ví dụ chúng ta nhìn vào đây, chúng ta ví dụ như là cái hình thức gọi là cái gì đây, show readers, giải câu đố chẳng hạn. Chúng ta nhìn vào chúng ta kêu chỗ đây là cái gì đây, chúng ta không biết, thì chúng ta cứ sử dụng vốn từ của chúng ta có. Đây là gì đây? Read books, đọc sách chẳng hạn đó, được chưa? Chúng ta cứ sử dụng hết toàn bộ từ vựng mà chúng ta có, không vấn đề gì hết đó. Thầy cô sẽ không check chúng ta là cái chỗ này là cái hình này có phải hình đó hay không, thầy cô chỉ nghe và biết được chúng ta có biết cách làm bài hay không, được chưa? Đó, chúng ta nhìn vào chúng ta kêu ủa cái đây là cái gì đấy, chúng ta không biết được thì chúng ta cứ trả lời read book, chúng ta cứ sử dụng những cái vốn từ mà chúng ta có là được, được chưa? Hoặc là chúng ta nhìn thấy trên kia làm thì làm gì đó, chúng ta cũng không biết nó là cái gì hết, thì chúng ta cứ sẽ sử dụng những cái gì mà chúng ta biết. Tụi em chú ý cho cô, được chưa nào? Đó, chúng ta cứ thoải mái. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta đó, chúng ta tự hình dung lại trong đầu của mình, tự làm cho cô cái outline, được chưa? Tự làm cái outline của mình đó, đây gọi là cái dàn ý, đúng không? Ta tự làm cái dàn ý của mình, được chưa? Để chúng ta biết chúng ta nói như thế nào. Lần trước là cô Tú Trân cũng hướng dẫn cho chúng ta rất là kỹ cái phần này rồi, đúng không?
Rồi, như chúng ta biết sau khi chúng ta kết thúc phần số 3 này là phần thi nó cặp đó, nó sẽ qua phần thứ tư. Được chưa? Phần thứ tư là gì? Thầy cô sẽ bắt đầu hỏi chúng ta những câu hỏi mang tính chất là khó hơn. Chúng ta phải sử dụng thứ nhất là kinh nghiệm của chúng ta, thứ hai là lý luận của chúng ta để mà chúng ta trả lời những cái câu hỏi này. Và chúng ta chú ý cho cô, được chưa? Là cái phần này đó là chúng ta như thế nào đây? Là chúng ta cũng không có thời gian suy nghĩ, để chờ mà thầy cô sẽ hỏi và chúng ta sẽ trả lời luôn. Và hai bạn cùng nói sẽ có những câu hỏi khác nhau chứ không hỏi những câu hỏi trùng nhau, được chưa? Và những câu hỏi này sẽ liên quan tới cái chủ đề mà chúng ta nói cặp với bạn của mình, được chưa nào? Đó, và phần này là phần cao điểm nhất trong bốn phần. Phần 1 6 điểm, phần 2 6 điểm, phần 3 6 điểm, và phần này đến tận 7 điểm. Được chưa? Đó, phần này 7 điểm. Và nội dung câu hỏi thầy cô hỏi cho chúng ta chỉ dao động là gì đây? Chỉ dao động là 2 đến 3 câu mà thôi. Đó, nhiều khi là thầy cô chỉ cần hỏi chúng ta 2 câu, thế chúng ta trả lời tốt thầy cô cho điểm. Được chưa? Hoặc là nhiều khi bạn này trả lời đến 2 câu rồi vẫn chưa tốt, thì là cô sẽ hỏi thêm một câu nữa chẳng hạn. Đó, thì dao động từ 2 đến 3 câu, chỉ có từ 2 đến 3 câu thôi. Được chưa? Nhưng chúng ta phải vận dụng rất là nhiều thứ, kỹ năng của chúng ta, sự lập luận của chúng ta và từ vựng của chúng ta để chúng ta trả lời, để chúng ta hiểu được câu hỏi và chúng ta trả lời. Lần trước chúng ta dự thi á, những bạn khóa trước chúng ta đã đi thi thì chúng ta thấy đa số phần này chúng ta bỏ, đúng không? Đa số khi thầy cô hỏi chúng ta em đều lắc đầu, tụi em nghĩ là ba phần kia đó chúng ta làm tốt rồi thì thôi, phần này coi như cũng kệ. Đó, thì chúng ta thấy phần này chúng ta bỏ đi 7 điểm mà chúng ta chỉ còn có 18 điểm là maximum mà thôi, đúng không? Mà chắc gì chúng ta được maximum, tốt nhất là chúng ta chỉ được là 15 điểm mà thôi, được chưa? Chúng ta phải cứ trả lời thì thầy cô mới cho chúng ta điểm, được chưa? Vậy chúng ta thấy trong phần 4 này chúng ta sẽ có những dạng câu hỏi nào trong cái phần 4 này? Dạng câu hỏi đầu tiên là câu hỏi rất bình thường, là WH questions. Đó, câu hỏi sử dụng từ để hỏi, đúng không? Dạng câu hỏi thứ hai của chúng ta là is or why and why, là đưa cho chúng ta hai sự lựa chọn để chúng ta chọn. Chúng ta chọn is hay là chúng ta chọn why, là chọn y dài đó, tại sao, đúng không nào? Đó, câu hỏi số 3 sẽ đưa ra cho chúng ta là do you think, bạn có nghĩ rằng, hoặc là exist có nghĩ rằng điều đó như thế nào, thế nào, thế nào hay không, được chưa? Và dạng câu hỏi thứ tư là how, in what way, hoặc là how hard, hoặc là how strange. Cô ví dụ câu hỏi đầu tiên, họ hỏi chúng ta như sau đó: whenever you go out with your friends, what do you and your friends do together? Được chưa? À, bất cứ khi nào bạn đi chơi với bạn của mình đó, thì hai bạn thường hay làm gì cùng với nhau? Được chưa? Đó là câu hỏi thứ nhất. À, cô ví dụ trong từng câu hỏi, cô ví dụ cho chúng ta. Được chưa này cả lớp? Và đối với phần này thầy cô đều đọc rất là chậm chạp, rất là nhẹ nhàng, rất là chậm để cho chúng ta nghe và chúng ta trả lời. Được chưa? Đó. Cô ví dụ qua dạng câu hỏi thứ hai đây: which do you prefer to spend time with, a friend or spend time alone? Bạn thích, đúng không? Bạn thích đó. Thích cái nào hơn? Chúng ta thấy prefer to là thích cái nào hơn, đúng không? Đó, bạn thích dành thời gian của mình với ai? Có thể là gì, a friend là với bạn của mình, hay là chỉ muốn một mình mà thôi. Thì ví dụ như chúng ta trả lời là I like spending time alone, tôi thích ở một mình thôi, thì phải đưa ra được lý do. Được chưa? Đó, phần này chúng ta phải trả lời, lập luận của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta. Đó, nó không còn dễ như những câu hỏi của phần 1 nữa. Được chưa? Đây, hoặc là dạng câu hỏi số 3: do you think it's suitable to give money as a gift? Đó, bạn có nghĩ rằng là tặng tiền như là một món quà thì phù hợp hay là không? Bạn nghĩ rằng điều đó có phù hợp không? Đó, bây giờ người ta ít tặng quà mà người ta sẽ bỏ tiền vào phong bì lì xì cho nó nhanh, đúng không? Chúng ta sẽ thấy đó, hồi xưa đi sinh nhật hoặc là đi thôi nôi đó, chúng ta cũng thường hay là mua quà bé bao nhiêu ký, mà chúng ta cứ phân vân của bé là bé trai hay bé gái bao nhiêu ký rồi này nọ, đúng không? Chúng ta sẽ ra chúng ta mua, thậm chí khi chúng ta mua người bán hỏi chúng ta, chúng ta kia chúng ta cũng chẳng biết nữa, ra chúng ta cứ mua trừ hao đó, nó giống vậy đó. Thì bây giờ thời buổi bây giờ tinh tiến hơn là họ sẽ đưa tiền, đúng không? Thì chúng ta thấy là cái chuyện này có phù hợp, thích hợp hay không đó, để chúng ta trả lời. Được chưa? Rồi, dạng câu hỏi cuối cùng, cô ví dụ câu hỏi cuối cùng: in what ways have families in your country trend in recent? Được chưa? Đó là gia đình trong cả trong nước của chúng ta, trong đất nước của chúng ta thay đổi gần đây như thế nào, đúng không? Đó, thì chúng ta thấy hồi xưa, đúng không, là năm thê bảy thiếp đó, rồi gia trưởng, nhưng bây giờ mọi người đều có quyền bình đẳng rồi, như thế nào đó. Đó, đây là bốn dạng câu hỏi.
mà chúng ta sẽ gặp ở cái phần 4 này. Được chưa? Như cô nói, ở trong cái phần 4 này, thứ nhất điểm của nó sẽ cao nhất, nó có tận 7 điểm. Và thứ hai, lượng câu hỏi thầy cô hỏi chúng ta không có nhiều như phần 1, mà chỉ dao động là từ 2 đến 3 câu hỏi mà thôi. Được chưa nào? Đó. Và trong cái phần này chúng ta phải sử dụng vốn từ vựng của chúng ta, chúng ta phải sử dụng lập luận của chúng ta để mà chúng ta trả lời nó. Được chưa? Và chúng ta phải nghe thật kỹ câu hỏi. Nếu chúng ta không nghe kịp thì chúng ta đã học những cái câu để chúng ta dùng để chúng ta nói nhờ các thầy cô hỏi lại với chúng ta rồi. Được chưa? Và cô sẽ cho chúng ta những cái cách để chúng ta trả lời những cái câu hỏi này như thế nào. Đó, cô ví dụ cái đầu tiên là WH questions. Khi chúng ta nhận được câu hỏi WH questions thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Ví dụ như in my opinion, from my viewpoint, theo ý của tôi, như thế nào đó, speaking of, talking about, ví dụ như là speaking of going out with my friends hoặc là talking about going out with my friends chẳng hạn đó. Show of about là giới từ chúng ta phải sử dụng cho cô là verb in. Được chưa? Hoặc là đơn giản nhất là about, về cái vấn đề gì đó. Được chưa? Hoặc là I consider, tôi cho rằng, I guess, tôi đoán rằng, I believe, tôi tin rằng, I suppose, tôi nghĩ rằng đó. I think that, nghĩa rằng cái gì đó. Được chưa? Đó, như cô nói rồi, ta phải sử dụng vốn kinh nghiệm của chúng ta, phải sử dụng lập luận của chúng ta để ta trả lời những cái phần này mà, đúng không? Thêm một phần nữa là cái phần này, được chưa? Chúng ta hay bằng hình thức gì? Chúng ta cũng nên đưa ra ví dụ. Được chưa? Để chúng ta thể hiện được cái quan điểm của mình, thể hiện được cái nhớ mô tiếng tiếng Việt của mình thôi, khi chúng ta thuyết trình cũng vậy đó, chúng ta cũng phải có ví dụ, đúng không? Ta phải đưa ra nó như thế nào ở tại sao là như vậy. Tự như chúng ta nhìn vào câu hỏi của chúng ta, còn đầu tiên khi bạn đi chơi với bạn, đúng không, thì chúng ta thường hay làm cái gì đó, thì chúng ta đưa ra ví dụ như chúng ta làm gì, đi xem phim bởi vì sao hoặc như thế nào. Chúng ta cũng phải đưa ra được ví dụ, phải đưa ra được lập luận là vì sao nó lại như vậy và cái gì dẫn đến cái điều đó. Được chưa? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đối với câu hỏi là it's alright and why, hả? Đề bài cho chúng ta hai sự lựa chọn và chúng ta phải chọn một và đưa ra lý do. Được chưa? Thì đây có ví dụ personally I prefer x to y. Theo quan điểm cá nhân của tôi, thì tôi thích x hơn là y, prefer to. Được chưa? Because x is more cái gì đó than y đó. Bởi vì x thì như thế nào hơn cái kia chẳng hạn đó. Được chưa? Giống như chúng ta nhìn lại câu ví dụ của chúng ta nè, họ cho chúng ta cái gì đây, đó là thích như thế nào đây, thích dành thời gian với bạn hay là thời gian một mình, đúng không? Thì chúng ta trả lời là gì? Personally I prefer, được chưa? Tôi thích đó, tôi thích cái gì đây, cái gì đó hơn, đúng không, với bạn hay là một mình, bởi vì sao đó, một mình tôi thấy thoải mái hơn chẳng hạn, cô ví dụ vậy đó. Được chưa? Thì khi mà có hơn cái này cũng thì sẽ có sự so sánh là tại sao chúng ta lại chọn cái đó. Tiếp theo tại sao như thế nào, và cùng ta cũng đưa ra được cái ví dụ for example, ở ví dụ là tại sao chúng ta chọn là làm sao đó. Được chưa? Cái vấn đề quan trọng mà chúng ta cũng đưa ra được cái lý do là vì sao chúng ta chọn cái này mà không chọn cái kia chẳng hạn. Được chưa? Và chúng ta chú ý phải nghe câu hỏi thật kỹ. Ví dụ như thầy cô hỏi chúng ta là thích như thế nào, thích đi cắm trại hay là thích đi xem phim. Ở trên thì chúng ta nói là em thích đi xem phim hơn, ở dưới chúng ta lại đưa ra cái lập luận là của cắm trại thì là không đồng nhất với nhau. Mặc dù chúng ta có trả lời mà chúng ta không đúng thì chúng ta cũng đâu có điểm. Chúng ta chú ý điều đó cho cô. Nhiều khi chúng ta nói chúng ta không để ý chúng ta nói cái gì nhưng mà người nghe đó thì không thể nào mà nghe nhầm được, đúng không nào? Đó, chúng ta chú ý cho cô nha. Tiếp theo, qua câu hỏi tiếp theo là do you think hoặc là is it? Thì ở đây nó có hai phần, cô chia ra cho chúng ta hai phần. Một phần là dấu tích, là chúng ta thể hiện là chúng ta thấy điều đó là đúng, đúng không? Một phần của cô cho chúng ta là dấu x, tức là chúng ta thấy điều đó là không đúng. Vậy khi chúng ta thấy cái điều đưa ra đúng thì chúng ta như thế nào? Ví dụ như câu lúc nãy của chúng ta đó, thì chúng ta nghĩ rằng cái việc tặng tiền thay cho món quà là có nên hay không, thì đầu tiên chúng ta nghĩ nó đúng. Thì chúng ta sẽ trả lời là gì đây? Definitely yes. Oh, chắc chắn là có rồi. Tôi luôn tin rằng, I always believe, tôi luôn tin rằng. Được chưa? Tôi tin rằng cái gì đó. It's really necessary hay là important. Điều đó rất là quan trọng hay điều đó rất là cần thiết chẳng hạn. Được chưa? Đó.
Đó. Tiếp theo, hoặc là obviously there's no doubt about, rõ ràng không có nghi ngờ gì về cái vấn đề gì đó. Được chưa? Hoặc là without hoặc là unless, không có hoặc là trừ khi, đó. Chúng ta có thể hoặc là sẽ như thế nào đó là chúng ta đồng ý với cái ý kiến mà đề bài đưa ra cho chúng ta. Đó, em nghĩ rằng là tiền đúng không nào đó thay cho một món quà thì như thế nào? Được chưa? Đó, anh trả lời definitely yes, I always believe that. Được chưa? Đó, I always believe that. Đó. Rồi chúng ta coi thử. Đề bài yêu cầu chúng ta là that giving money as a gift. Đó, việc tặng tiền như là quà thì như thế nào? Is suitable. Được chưa? Hoặc là is necessary, hoặc là is good, hoặc như thế nào đó tùy chúng ta. Và chúng ta đưa ra tiếp cái lý do because, bởi vì sao? Như thế nào đó, vì sao? We don't have enough time, hoặc như thế nào đó, không có nhiều thời gian để chúng ta làm những cái vấn đề gì đó. Thành ra thấy cái đó là chúng ta như thế nào đó, nó đưa ra lập luận để chúng ta trả lời phần này. Và bây giờ với cô, phần này là phần điểm rất là cao, đúng không? Nó là tận 7 điểm, và chỉ có hai câu hỏi thôi. Đó, 2 đến 3 câu hỏi thôi, đó, chú ý nha. Rồi, tiếp theo, khi chúng ta không đồng tình, được chưa, với cái quan điểm mà đề bài đưa ra, thì như thế nào? Honestly, thành thật mà nói, I'm not sure about the possibilities of. Tôi không chắc về khả năng của cái việc gì đó. Tôi không chắc về cái khả năng là chúng ta sử dụng tiền như là một món quà chẳng hạn. Đó. Được chưa? Hoặc là from my perspective, theo quan điểm của tôi, theo quan điểm của mình. Được chưa? There should be more arguments on this matter hoặc là issue. Sẽ có rất là nhiều tranh luận về cái vấn đề này. Đúng không? Đó, theo quan điểm của tôi thì sẽ có rất là nhiều tranh luận về cái vấn đề này. Đó. Được chưa? Hoặc là if, nếu như thế nào đó, có thể. Đó. Đúng không? Và khi chúng ta không đồng tình với ý tưởng đó, đó thì chúng ta sẽ có những cái câu chúng ta thể hiện được là chúng ta không đồng tình với nó. Được chưa? Và chúng ta sẽ thấy đó, những cái câu mà bậc 3 trên 6 này đưa ra cho chúng ta nó không còn như xưa là khi chúng ta được hỏi những câu hỏi là yes no question, đúng không? Thì chúng ta trả lời là yes I do hoặc là no I don't nữa, đúng không nào? Đó, được chưa? Mà nó sẽ cho chúng ta những cái lập luận sắc bén hơn, những cái lập luận cao hơn, đúng không? Những cái câu, những cái từ cao hơn. Được chưa? Đó là cái hình thức của câu hỏi số 3. Giờ chúng ta qua hình thức của câu hỏi số 4, số 4, đúng không? Ở kia chúng ta in what way hoặc là how change, đó. Thay đổi như thế nào, đúng không nào? Đó, thì chúng ta có thể như thế này. In the past, trong quá khứ, people used to, mọi người thường làm cái gì đó. But now, people, như thế nào đó. Được chưa? Trong quá khứ, mọi người thường, còn bây giờ mọi người như thế nào rồi? Đó, được chưa? Hoặc là generally speaking, nói chung chung, nói chung, được chưa? There has been an increasing hoặc là a decreasing trend hoặc là number of cũng gì đó. Được chưa? Nói chung chung thì đã có một xu hướng, đúng không? Xu hướng tăng hoặc là giảm hoặc là số lượng tăng hoặc số lượng giảm của cái gì đó. Được chưa? Đó. Được chưa nào? Hầu như hồi xưa là chúng ta thấy ông bà chúng ta săn con đàn châu đóng, đúng không? Nhưng bây giờ chỉ là dừng lại ở một đến hai con mà thôi, thì chúng ta sẽ thấy đó, cô ví dụ vậy đó, được chưa? Rồi, tiếp theo. Specifically hoặc là particularly, cụ thể hoặc là đặc biệt là bao nhiêu đó years ago, 5 năm trước hoặc là 100 năm trước hoặc là 10 năm trước, đó thì như thế nào? However, now, tuy nhiên, bây giờ thì ra làm sao? Đó, đối với những câu hỏi này thì chúng ta sẽ có những cái câu trả lời như vậy, là chúng ta đối với những câu hỏi này là họ kêu chúng ta là so sánh về quá khứ và hiện tại, đúng không? Đó, bạn nào nhận được câu này đó thì chúng ta chú ý sẽ có sự so sánh về quá khứ và hiện tại. Được chưa? Đó, thì quá khứ là chúng ta coi thử như thế nào và hiện tại thì ra làm sao. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta thử quay lại cái chủ đề lúc nãy của chúng ta. Chủ đề lúc nãy của chúng ta sẽ thấy là chúng ta tìm những cái hoạt động, đúng không, để phù hợp với một nhóm người để mà tham gia. Thì sau khi chúng ta thảo luận xong hết rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ có những câu hỏi để thầy cô hỏi cho chúng ta. Và như cô nói với chúng ta rồi đó, là hai bạn cùng trả lời nhưng hai bạn sẽ nhận được câu trả lời câu hỏi khác nhau, được chưa? Đó, câu hỏi của hai bạn sẽ khác nhau chứ không phải là bạn hỏi câu này rồi bạn sau cũng hỏi câu như vậy.
Được chưa? Sẽ khác nhau hoàn toàn. Nên cái ngân hàng đều các thầy cô rất là nhiều. Chúng ta không cần phải lo là bạn trùng với chúng ta hay như thế nào đâu. Được chưa? Đó. Ví dụ như câu này là lúc nãy cô có đưa ra ví dụ cho chúng ta rồi. Đúng không? Đó. Đó. Cái phần này là cái phần mà bạn nào đã ôn những đợt trước á. Được chưa? Thì chúng ta cũng thấy cái phần này là đầu tiên là các thầy cô sẽ không đưa ra cho chúng ta đâu, vì phần này theo đúng của bậc 3 trên 6 là phần này là phần chúng ta không được biết trước, chúng ta chỉ biết được cái loại, đúng không, cái loại câu hỏi là gì mà thôi đó, và thầy cô sẽ hướng dẫn cách chúng ta để chúng ta trả lời nó như thế nào mà thôi, được chưa đó. Nhưng lần này chúng ta học online thì rõ ràng chúng ta sẽ không có các bạn hoặc không có gặp cô thầy cô để mà chúng ta có thể luyện tập luyện nói được, nên thầy cô mới quyết định là sẽ thêm cho chúng ta về phần này để cho chúng ta luyện tập nhiều hơn. Được chưa nào? Đó. Và câu số 2, which activities, thầy cô hỏi chúng ta là các hoạt động nào do you think are exciting? Có hoạt động nào mà chúng ta nghĩ rằng, đúng không, nó thú vị nè, hoặc nó relaxing, hoặc là nó boring đó, thầy cô sẽ chọn một trong ba cái tính từ đó cho chúng ta mà thôi. Và hỏi chúng ta why. Đó. Là chúng ta phải tự vận dụng kiến thức của chúng ta coi thử đó là hoạt động nào, ra làm sao, đúng không, và tại sao chúng ta nghĩ rằng nó như vậy đó. Được chưa? Ví dụ cô hỏi chúng ta là which activities do you think are boring, đó, hoạt động nào mà tụi em nghĩ nó sao là nó rất là chán đó, thì chúng ta phải đưa ra cái thử là hoạt động gì nó chán và tại sao nó lại chán chẳng hạn. Được chưa? Đó. Hoặc là tiếp theo, how do people in your country meet others and make friends? Đó. Mọi người, đúng không? Mọi người trong nước của chúng ta đó gặp gỡ nhau và kết bạn với nhau như thế nào? Đó. Chúng ta phải nghe thật kỹ. Thầy cô hỏi chúng ta cái gì và chúng ta trả lời. Được chưa? Đó. Hoặc là câu như câu lúc nãy cô có cho chúng ta ví dụ rồi. Đúng không? Đó. Là chúng ta thích cái nào hơn, đúng không? Rồi. Hoặc là are there many differences between family parties and parties given by friends? Đó. Có rất là nhiều điểm khác nhau giữa hai loại bữa tiệc. Bữa tiệc thứ nhất, bữa tiệc gia đình, đúng không? Bữa tiệc thứ hai là bữa tiệc của bạn bè. So why do you think this? Vậy chúng ta nghĩ là sự khác nhau đó là cái gì? Đó, được chưa? Đó. Phần 4 này của chúng ta là cái phần mà chúng ta phải, đúng không? Chúng ta phải làm gì? Đây là vận dụng vốn từ lập luận của chúng ta để chúng ta trả lời như mẹ cô nói với chúng ta rồi đó. Được chưa? Đó. Và chính như phần này thầy cô chỉ là cung cấp thêm cho chúng ta nên nên cô cũng không hỏi lại chúng ta phần này, chỉ cung cấp cho chúng ta thôi. Được chưa? Rồi. Tiếp theo chúng ta qua tiếp cho cô cái situation tiếp theo. Đây. Được chưa? Đó, lại thêm một tình huống nói cặp tiếp theo của chúng ta nữa. Đọc thật kỹ. Được chưa? Và chúng ta coi nó như thế nào. Đây, họ kêu chúng ta là cái gì đây? Two young people, cũng là hai bạn trẻ, đúng không? Cũng đang thảo luận với nhau cái đây. A night out for themselves and their friends. Đó. Chơi, đúng không? Đi chơi cho mình và cho bạn bè. Đó, một đêm, đúng không? Đó, chuyến đi chơi một đêm đó. Và nhiệm vụ của chúng ta là gì? Hãy chọn một hoạt động, được chưa, cũng phải phù hợp, được chưa nào. Đó. Và dưới đây họ cũng cung cấp cho ta một số hoạt động và nhiệm vụ của chúng ta là coi thử có hoạt động nào phù hợp với cái nào, được chưa. Thì chúng ta nhìn vào, chúng ta nhìn lướt qua, chúng ta thấy nè, đó, có chơi cái gì đây, đá banh, có hát hò karaoke đó, có xem nhạc kịch, ăn uống, đi club, đi bar, nhảy nhót, chơi bowling, đúng không, đó, chơi trò chơi cảm giác mạnh gì đó. Là nhìn vào chúng ta thấy rất là rõ những cái hoạt động này đó. Thì bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta viết cho cô cái outline đó, chúng ta nhìn ghi những hoạt động đó xong rồi viết cái outline là cộng trừ hay là như thế nào đó, được chưa. Đó, chúng ta xem những cái hoạt động là như thế nào đó, chúng ta nhìn thấy rất là rõ, đúng không, những cái hoạt động này trên slide rất là rõ đó, chúng ta coi thử như thế nào ra làm sao. À, xong cái phần này thì cũng đến phần số 4, đúng không nào. Đó là sẽ có những câu hỏi chúng ta phải thể hiện như lần trước. Cái phần đầu tiên cô hướng dẫn cho chúng ta kỹ để chúng ta biết như thế nào, và phần này cô chỉ đưa ra cho chúng ta mà thôi, được chưa. Rồi, phần 4 đây,
Phần này chúng ta có bốn câu hỏi như thế nào đây? Do you prefer to see your friends at night or during the day and why? Đó, bạn thích gặp gỡ, giao lưu với bạn bè, được chưa, vào buổi tối hay là vào ban ngày, tại sao? Được chưa, đó. Nếu chúng ta chọn buổi tối vì sao? Buổi tối có rất là nhiều hoạt động để tham gia, hoặc là ban ngày đi làm, chúng ta không thể nào mà gặp gỡ bạn bè được, chẳng hạn. Cô ví dụ gì đó. Được chưa? Rồi. Tiếp theo câu số 2 kêu chúng ta là cái gì đây? What can people do on a night out in your career? Được chưa? Là trong cái nơi của mình đang sống đó, trong khu vực của mình đang sống đó, thì mọi người thường làm gì? Được chưa? Khi mà đi ra ngoài đi chơi vào ban đêm. Đó. Chúng ta coi thử mọi người thường chơi cái gì? Tham gia club, hát karaoke, ăn uống hoặc như thế nào đó. Đó, chúng ta liệt kê ra, đưa ra lý do là vì sao mọi người là thích cái này. Và nếu được thì chúng ta đưa ra cái gì nữa? Ví dụ của chúng ta, đúng không? Ví dụ như ai là như em chẳng hạn đó, em cũng hay ra ngoài giao lưu với bạn bè ở đâu ra sao, chưa? Đó. Hay là what activities do you think are fun to do on a night out and why? Đó. Bạn nghĩ là hoạt động nào thú vị khi mà chúng ta có thể làm đó, khi mà chúng ta đi chơi vào ban đêm và tại sao? Được chưa? Đề bài cho chúng ta là what activities là số nhiều, thành ra chúng ta vẫn có thể chọn nhiều số, chúng mình không vấn đề gì hết, chúng ta chọn nhiều hoạt động cũng được. Đó, không vấn đề gì hết, được chưa? Hoặc là who would you most like to invite on a night out? Đó, là bạn muốn đi chơi cùng với ai nhất, đúng không? Đi chơi và ban đêm, buổi đêm cùng với ai nhất thì chúng ta cứ chọn bạn thân, người yêu hoặc như thế nào đó, tùy chúng ta. Và chúng ta đưa ra lý do là vì sao và chúng ta thường hay làm gì với nhau chẳng hạn. Được chưa? Đó, rồi, chúng ta thấy không? Đó. Tiếp theo là chúng ta qua tiếp cho cô, được chưa, một cái tình huống tiếp theo nữa đó, được chưa? Rồi, chúng ta còn hai cái tình huống nữa thôi. Đây, tình huống tiếp theo đây, chúng ta chú ý họ kêu cái gì đây. A young man is planning to buy a present for his younger sister. Đó, đúng không? Đó, mua cái gì? Buy a present. Present là gì? Là quà, đúng không? Cho ai đây? Cho em gái của mình, his younger sister. But he didn't sure what to buy. Đó. Nhưng không có biết là nên mua cái gì. Và anh ấy còn như thế nào nữa. He hasn't got very much money. Không có nhiều tiền. Được chưa? But he wants to get her something she will like. Nhưng là muốn mua cho em gái của mình cái thứ mà cô ấy thích. Đúng không nào? Đó. He has some possible presents. Dưới đây là những cái món quà. Đúng không nào? Mà anh ấy có thể lựa chọn. Và nhiệm vụ của chúng ta là gì? Thảo luận cùng với nhau và coi thử anh ấy nên mua và nên chọn cái gì. Đó. Đối với cái này là gì? Chúng ta phải nghe thật là kỹ đề bài nói cái gì. Ở đây đề bài cho là gì? His younger sister, đúng không? Thì chúng ta cũng biết sister thì chúng ta phải sử dụng là she hoặc sử dụng là her, đúng không nào? Đó. Hoặc như đề bài không cho chúng ta là his younger sister nữa, mà đề bài cho chúng ta những cái khác, ví dụ như là cousin chẳng hạn. Cousin là gì? Anh chị em họ. Đó, thì chúng ta cũng phải biết chúng ta sử dụng cái ngôi gì thích hợp, hoặc là niece, nephew, cháu gái, cháu trai hay như thế nào đó. Ta phải nghe thật kỹ để chúng ta biết chúng ta sử dụng được là cái từ nào phù hợp, là chúng ta chọn là he hoặc là she hoặc như thế nào đó. Nếu he thì tặng cái gì, she thì tặng cái gì, thì chúng ta nhìn vào chúng ta thấy có hoa, có vòng cổ, có gấu teddy, có sách, có điện thoại, có sô-cô-la, chúng ta nhìn rất là rõ, đúng không? Đó, thì chúng ta coi thử là thấy là anh này nên mua cái gì ra sao, cái này được là tại sao, cái kia không được là tại sao, như thế nào đó. Đề bài là cho chúng ta đó, mà cô có làm xanh đặt lên cho chúng ta đó, anh ấy không có nhiều tiền, đúng không? Đó, thì như thế nào, chúng ta cũng có thể lấy cái lý do này làm cái lý do mà chúng ta disagree chẳng hạn. Tự như bạn đưa ra cái vấn đề là cell phone, đúng không? Đó, what about buying cell phone? Đó, chúng ta nghĩ sao về cái việc là mua điện thoại mới cho cô ấy đi, vì điện thoại của cô ấy là cũ rồi hoặc là đã bị hư rồi chẳng hạn. Đó, thì người kia phản đối là mình không nghĩ ra ý tưởng hay đâu, bởi vì sao, anh ấy không có nhiều tiền mà, anh ấy vẫn còn là student, đúng không, vẫn còn là sinh viên, anh ấy không có nhiều tiền. Đó, cô ví dụ vậy đó. Được chưa? Đó, thì chúng ta bắt đầu, chúng ta cùng lấy giấy và chúng ta làm nên nó, viết sơ cái outline ra cho chúng ta để chúng ta biết mỗi lần đến cái này chúng ta sẽ nói cái gì. Ví dụ, how often do you buy people presents? Bạn thường mua quà cho mọi người, được chưa, có thường xuyên hay không?
có như thế nào, thường xuyên hay không. Ví dụ chúng ta sẽ trả lời là trong những dịp nào, những dịp sinh nhật hoặc nào chúng ta sẽ mua quà, hoặc là khi mà chúng ta mua quà cho em gái khi mà em gái đạt điểm cao như thế nào đó đó, thì chúng ta sẽ trả lời ra cái phần people này, có thể là người thân, có thể là bạn bè hoặc như thế nào đó, được chưa đó. Hoặc tiếp theo, what kinds of present do you like, đó bạn thích cái loại quà nào. Chúng ta có hai cái động từ cô cho chúng ta trong gạch chéo, là give và get. Give là gì? Give là mình đưa cho người ta, tức là mình tặng. Còn get là gì? Là mình nhận. Đó, thầy cô sẽ hỏi cho chúng ta một chữ thôi, là what kinds of present do you like to give? Đó, bạn thích tặng. Được chưa? Bạn thích tặng món quà nào? Hoặc là what kinds of present do you like to get? Là em thích nhận những món quà nào? Chẳng hạn là chúng ta cũng biết từ give và từ get để mà chúng ta trả lời cho đúng. Được chưa? Đó, hoặc là how do you feel when someone gives you a present? Đó, mình cảm thấy như thế nào, bạn cảm thấy thế nào khi ai đó tặng quà cho mình đó. Chúng ta thay thấy như thế nào trong quà sinh nhật thì thấy vui này nọ, hoặc là bất ngờ bạn tặng quà tới thì cảm xúc như thế nào đó ra làm sao, được chưa đó. Hoặc là do people today still give the same kinds of gift. Chúng ta có cái danh từ gift và danh từ present đồng nghĩa với nhau, đều cũng có nghĩa là món quà, được chưa. That people used to give many years ago, đó chúng ta thấy chưa, người ta đúng không, ngày nay đó có tặng những món quà giống như cách đây nhiều năm trước hay không đó. Chúng ta thấy câu số 4 chưa, và đa số những cái câu này thầy cô thường rất là thường hay hỏi, hỏi để làm gì, để mà chúng ta như thế nào đây, chúng ta đưa ra những lập luận của chúng ta đó, được chưa. Rồi, tiếp theo, what are the different types of gifts that women men and children would like to receive, được chưa. Họ kêu chúng ta là những loại quà nào, được chưa, những thể loại quà khác nhau nào mà phụ nữ nè, nam giới và trẻ em muốn nhận là gì đó. Thì chúng ta nhìn vào đề bài hỏi chúng ta là ba đối tượng, thì chúng ta phải trả lời phụ nữ thường hay thích tặng cái gì, được chưa, ví dụ như là trang sức hoặc là hoa chẳng hạn. Còn nam giới thường hay tặng cái gì, ví dụ như là áo sơ mi nè, hoặc dây nịt. Còn trẻ em thích tặng cái gì, ví dụ như là gấu bông hoặc là kẹo như thế nào đó, chúng ta thấy không. Thì nó sẽ đưa ra ba đối tượng, và khi chúng ta đưa ra cái nào thì chúng ta phải đưa cho cô được cái lý do là vì sao lại như vậy, được chưa đó. Tiếp theo, do you think it's suitable to give money as a gift? Đó, bạn có nghĩ rằng phù hợp để tặng tiền như một món quà hay không, được chưa. Thì chúng ta sẽ thấy cái phần này của chúng ta là gì, là chúng ta sẽ hỏi lại những câu hỏi liên quan đến cái chủ đề, đúng không, đến cái chủ đề mà chúng ta cùng bạn thảo luận, thì những câu hỏi này nó cũng sẽ liên quan tới những điều đó, được chưa đó. Chúng ta nhìn kỹ câu hỏi chưa, thầy cô sẽ hỏi chúng ta có một hai đến ba câu thôi, được chưa, mà phần này rất là nhiều điểm đó. What kinds of present do you like to get, đó em thích nhận món quà gì, những món quà nào đó, thích tự tặng, được tặng quà gì, đúng không đó. Một cái là mình tặng người ta, một cái là mình được tặng, đúng không đó. Em thích tặng cái gì, được chưa đó, chúng ta thấy chưa. Cái tình huống cuối cùng, được chưa, cái tình huống cuối cùng đây, cái tình huống cuối cùng của chúng ta trong cái phần này đó, tình huống này là gì đây. Your older brother and his friends, đó, older brother là gì, anh của mình đúng không, anh của mình và bạn anh ấy muốn cái gì đây. Want to travel around Europe by train, đó đi vòng quanh châu Âu mà bằng cái gì đây, bằng xe lửa thôi, được chưa. They're trying to decide what things they need to take with them, đó họ đang quyết định là nên mang theo cái món nào, món nào, món nào, được chưa, và họ có muốn điều gì nữa. They don't want to carry too much, được chưa? Họ không muốn mang quá nhiều. Đó, đi du lịch vòng quanh thế giới mà mang nhiều quá thì nó lại như thế nào? Nặng nề không có xách được đó. I don't want to carry too much, được chưa? Họ kêu chúng ta là dưới đây là gì? Một vài thứ gợi ý để mà chúng ta có thể mang theo. Và nhiệm vụ của chúng ta là gì? Tụi em nhìn thấy câu cuối cùng kìa, decide two things, được chưa? Hai vật đó mà tụi em thấy là quan trọng nhất để mà họ mang theo đó. Chúng ta phải chú ý đề bài yêu cầu chúng ta là two things, là hai vật mà chúng ta làm có một một vật thôi là coi như là chúng ta bị sai yêu cầu đề bài rồi, đúng không đó. Rồi giờ chúng ta tiếp tục lại làm tiếp cái outline cho chúng ta nè. Hỏi liên quan tới cái vấn đề, đây là cái vấn đề gì, vấn đề travel, vấn đề đi du lịch, đúng không. Ta coi thử câu thứ nhất họ kêu chúng ta là cái gì. What other countries have you visited?
hoặc là would you like to visit? Đó, bạn đã từng đến những quốc gia nào, được chưa? Hoặc là bạn muốn đến những quốc gia nào? Rồi chúng ta chú ý đề bài cho chúng ta là country. Được chưa? Country là đi một quốc gia khác. Ví dụ chúng ta đi qua China, hoặc là Japan, hoặc là Germany. Đó, chúng ta chú ý cho cô. Hoặc là America, chứ không phải là country là chúng ta đi Đà Nẵng hoặc đi Hà Nội là coi như sai. Tôi chú ý cho cô. Còn những cái nơi đi Đà Nẵng hoặc là Hà Nội thì nó giống như câu số 3 đó, cho chúng ta là place, là cái nơi chốn, thì chúng ta trả lời cái đó được không sao. When you visit new places, khi chúng ta đến những cái địa điểm mới, thì what do you like to do, thì bạn thích làm gì? Được chưa? Đó là cái place, địa điểm mới, và chúng ta có thể chọn country hoặc chúng ta có thể chọn cái khác được, không vấn đề gì hết. Còn nếu chúng ta đề bài chúng ta là country thì chúng ta phải chọn, phải nói cho đúng, được chưa? Đó. Hay là câu số 2 họ kêu chúng ta là gì? What's the best way to travel to hoặc là around all the countries? Cách tốt nhất để đi du lịch đến hoặc là vòng quanh đó, được chưa? Các quốc gia là gì? Tại sao? Đó, như lúc nãy đó, chúng ta thấy cái đề bài này của chúng ta họ kêu chúng ta là gì đây? Want to travel around Europe by train. Đó, muốn đi du lịch vòng quanh nước châu Âu như bằng như đây bằng xe lửa, được chưa? Thì ở đây họ hỏi chúng ta là cách tốt nhất chúng ta đi là bằng cái gì, thì chúng ta thích đi bằng cái gì thì chúng ta sẽ trả lời nó được chưa nào. Đó, hoặc là câu thứ tư họ kêu chúng ta là do you think it's a good idea to use a credit card when traveling? Được chưa? Bạn nghĩ rằng việc sử dụng thẻ tín dụng khi đi du lịch là một ý tưởng hay hay là không? Đó, thì chúng ta trả lời. Đây là câu hỏi do you think, em có nghĩ rằng hay không? Thì lại cô nói với chúng ta đó, chúng ta có hai hình thức là chúng ta đồng ý hoặc là không đồng ý với cái ý tưởng này, và chúng ta cũng đưa ra được lý do, ví dụ, được chưa? Đó. Hay là câu cuối cùng, some people prefer to go on guided tours when they travel. Why others prefer to travel individually? Hoặc which do you think is better? Được chưa? Một số người thích đi tham quan, đi du lịch bằng cách nào đây? Có hướng dẫn viên du lịch đúng không? Đi theo tour đúng không nào? Đó. Nhưng mà một số người là chỉ thích đi riêng lẻ thôi. Được chưa? Đi riêng lẻ thôi, không thích đi theo tour. Thì em nghĩ là cái nào tốt hơn? Which do you think is better? Cái nào tốt hơn? Và chúng ta thấy lại có hai sự lựa chọn đúng không? Một cái là guided tours, còn một cái là travel individually. Đó. Thì chúng ta phải nghe thật kỹ câu hỏi để chúng ta trả lời. Khi đề bài hỏi chúng ta thích cái nào hơn, cái nào tốt hơn, thì chúng ta đưa ra một sự lựa chọn. Ví dụ em thấy là đi riêng lẻ tốt hơn, mình thoải mái hơn. Còn khi chúng ta chọn đi theo tour thì chúng ta sẽ biết đi nhiều hơn, kết được bạn bè nhiều hơn, gặp gỡ nhiều người, thích giao lưu rồi này nọ đó. Cô ví dụ vậy đó. Được chưa? Đó, chúng ta thấy đây là những câu hỏi đặt trong phần số 4. Thì như cô nói rồi, những câu hỏi này sẽ mang tính là nó sẽ khó hơn. Chúng ta phải đưa ra những cái lập luận, những cái dẫn chứng, đó, những cái gì đây, kỹ năng nói của chúng ta và cả từ vựng để mà chúng ta nghe hiểu được câu hỏi và chúng ta trả lời được nó. Được chưa? Rồi, vậy là chúng ta thấy là buổi thứ tư của chúng ta, đó, hôm nay là chúng ta đã xong cái phần này. Được chưa? Rồi. Chúng ta chú ý cho cô là thứ năm này chúng ta có một buổi speaking, bây giờ là buổi cuối cùng.